Xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến, chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn toán lớp 2, tập 2, sẽ kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Chủ đề 14, ôn tập cuối năm. Bài 72, ôn tập hình học. Cô mời các em mở sách giáo khoa, trang 129, chúng mình cùng nhau luyện tập nhé. Bài tập số 1 yêu cầu như sau. Dùng thước có vạch chia cm, em hãy đo độ dài đoạn thẳng AB và độ dài đoạn thẳng BC. Sau đó cho biết độ dài đoạn thẳng AC là bao nhiêu cm. Mời các em hãy bấm dừng hình để chúng mình thực hành đo và điền vào chỗ chấm nhé. Mời các em quay trở lại màn hình. Như vậy vừa rồi chúng mình đã thực hành đo độ dài của các đoạn thẳng và biết được độ dài của đoạn thẳng AB, BC và AC dài bao nhiêu cm. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau làm tiếp bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 yêu cầu như sau. Tính độ dài các đường gấp khúc ABC, BCD và ABCD. Bây giờ chúng mình cùng nhau quan sát. Đây là độ dài của các đoạn thẳng AB là 18 cm, BC là dài 9 cm, CD là dài 14 cm. Bây giờ nhiệm vụ của các em là sẽ tính độ dài của đường gấp khúc ABCD và độ dài của đường gấp khúc BCD và độ dài của đường gấp khúc ABCD. Muốn tính độ dài đường gấp khúc, các em hãy tính tổng độ dài của các đoạn thẳng. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta giải bài toán vào vở Oli nhé. Mời các em quay trở lại màn hình. Chúng mình cùng nhau chia sẻ nào. Trước tiên, chúng mình phải tính độ dài đường gấp khúc ABC là. Độ dài đường gấp khúc ABC là độ dài của cạnh AB cộng với cạnh BC. Đó là 18 cộng 9 bằng 27. Mở ngoặc cm, viết tắt đóng ngoặc. Tiếp theo, đó là độ dài đường gấp khúc BCD. Độ dài đường gấp khúc BCD là tổng độ dài của cạnh đoạn BC là 9 cm cộng với độ dài của đoạn thẳng CD là 14 cm. 9 cộng 14 bằng 23, mở ngoặc cm, viết tắt đóng ngoặc. Tiếp theo đó là độ dài đường gấp khúc ABCD là. Độ dài đường gấp khúc ABCD là tổng độ dài của các cạnh các đoạn thẳng, đó là AB là 18, BC là 9 và CD là 14. Chúng ta cộng 18 cộng 9 cộng 14 bằng 41, mở ngoặc cm, viết tắt đóng ngoặc. Như vậy chúng ta đã trả lời được câu hỏi độ dài đường gấp khúc ABCD là. Độ dài đường gấp khúc ABC là 27 cm, độ dài đường gấp khúc BCD là 23 cm và độ dài của đường gấp khúc ABCD là 41 cm. Qua bài tập số 2 giúp chúng mình củng cố về cách tính độ dài của đường gấp khúc. Tiếp tục chúng mình cùng nhau làm tiếp bài tập số 3. Bài tập số 3 yêu cầu như sau. Con ốc sên có thể bò tới bông hoa theo đường gấp khúc M, A, N hoặc M, B, N. Hỏi ốc sên bò theo đường nào ngắn hơn và ngắn hơn bao nhiêu cm. Bây giờ chúng mình hãy quan sát. Đây là hình ảnh con ốc sên và có hai đường đi để ốc sên có thể bò được đến bông hoa. Và nhiệm vụ của các em là phải tính độ dài của hai đường gấp khúc này. Sau khi tính xong độ dài của hai đường gấp khúc này thì chúng ta sẽ biết được là ốc sên sẽ bò theo đường nào là ngắn hơn và ngắn hơn là bao nhiêu cm nhé. Bây giờ các em quan sát cho cô. Trước tiên chúng ta sẽ tính độ dài đường gấp khúc MAN. Độ dài đường gấp khúc MAN là độ dài của cạnh đoạn MA là 12 cm cộng với độ dài của đoạn thẳng MN là 27 cm, tức là 12 cộng 27 bằng 39, mở ngoặc cm, viết tắt đóng ngoặc. Tiếp theo chúng ta sẽ tính độ dài đường gấp khúc MAN.
BN là tổng độ dài của đoạn thẳng MB và độ dài của đoạn thẳng BN. Ta lấy 9 cộng 27 bằng 36 mở ngoặc cm, viết tắt đóng ngoặc. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát con ốc sên bò theo đường gấp khúc MBN là ngắn hơn và ngắn hơn số cm là chúng ta sẽ lấy 36 là 39 là độ dài của đường gấp khúc MAN trừ đi độ dài của đường gấp khúc MBN là 36 thì chúng ta sẽ biết được là cái độ dài của nó ngắn hơn là bao nhiêu cm. Đó là ngắn hơn 3 cm. Đó, như vậy chúng ta đã trả lời được các câu hỏi của bài tập số 3. Tiếp tục chúng mình cùng nhau làm bài tập số 4 nhé. Bài tập số 4 yêu cầu như sau. Kiến vàng đi đến đĩa kẹo theo đường MNPQO. Kiến đỏ đi đến đĩa kẹo theo đường ABCDEGHO như hình vẽ. Hỏi đường đi của con kiến nào ngắn hơn? Ở đây có hai đường đi mà con kiến có thể đến được đĩa kẹo. Và đường đi thứ nhất, đó là con kiến màu vàng sẽ đi theo đường như sau: M, N, B, Q, O. Để chúng ta biết được độ dài của các đường gấp khúc này là bao nhiêu thì các em hãy quan sát. Đây là chiều rộng bằng 1 cm. Một ô này là có độ dài là 1 cm. Thì các em cứ đếm mỗi một ô là 1 cm. Chúng ta cùng nhau đếm như sau. Đường thứ nhất là kiến vàng đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Như vậy con kiến vàng bò được 16 cm. Đường gấp khúc thứ hai của con kiến đỏ, chúng ta cùng đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Độ dài của đường gấp khúc con kiến đỏ bò qua đó là 15 cm. Sau khi tính được độ dài của các đường gấp khúc mà kiến đỏ và kiến vàng đã bò qua thì ta biết được là đường đi của con kiến nào ngắn hơn chưa? Đáp án của cô đó chính là đường đi của con kiến đỏ ngắn hơn. Đó, vì nó có 15 cm, còn con kiến vàng là 16 cm. Tiếp theo, chúng mình sẽ cùng nhau làm bài tập số 5. Nghe cô đọc. Cây cầu là đường gấp khúc ABCD dài 160 m. Đoạn cầu là đường gấp khúc BCD dài 110 m. Hỏi đoạn cầu AB dài bao nhiêu mét? Chúng ta hãy quan sát. Đường gấp khúc, chúng ta phải tính được là đoạn cầu AB dài số mét là. Ta sẽ lấy độ dài của đoạn đường gấp khúc ABCD là 160 mét trừ đi độ dài của đường gấp khúc BCD thì sẽ tìm được ra độ dài của đoạn cầu AB là 50 mét. Đáp số 50 mét, viết tắt. Như vậy, qua bài tập số 5 giúp chúng mình củng cố về giải toán có lời văn với độ dài của đường gấp khúc. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.